Điện tử Hai Nguyễn Hải Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón tất cả các bác và anh em là những người đam mê âm thanh số. Trước mắt các bác và anh em, Hai Nguyễn đang giới thiệu về những chiếc vang số đẹp lung linh, đẹp sắc sảo và sang trọng, cao cấp đến từ thương hiệu DB Aquatic và có mã là S800 Plus. Thì đây là một dòng vang, nó sẽ làm tốt được hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất đó là hình thức đẹp, sang chảnh, phù hợp với các không gian lịch lãm và những không gian có thể nói là vừa vừa. Thì khi bác lắp con vang này vào, nó sẽ nâng cái tầm nhìn lên và tầm sang trọng lên. Thứ hai, con vang này nó sẽ làm tốt được cái vấn đề xử lý nhạc, tức là nó sẽ thích ứng được với tất cả các dòng loa tại Việt Nam, từ dòng loa rẻ tiền đến dòng loa đắt tiền, nó đều có thể là luồn lách và xử lý một cách tốt nhất, khai thác triệt để chất âm của loa đó. Và một điểm nữa cho dòng vang này đó là xử lý về tiếng micro cực kỳ ngọt ngào, sâu sắc. Echo của nó thì dẻo, thì vật sang trọng. Rồi là khi các bác setup tốt ấy, thì mic và nhạc nó sẽ quện vào nhau, nó giúp mọi người nghe và hát một cách thỏa mãn nhất và đam mê nhất. Thì ngày nay em về được những chiếc vang đẹp như vậy bác nhá. Sau một thời gian nhỡ hàng trước Tết, thì hôm nay tiếp tục cô hàng, em làm một clip ngắn gọn để giới thiệu về tổng quát cũng như chi tiết dòng vang này. Rồi bác nhá, con này nói là tuyệt vời luôn. Đấy, thì một dòng vang này nó vẫn là cái dòng vang như các bác đã biết rồi, đều là công ty DB Aquatic phân phối tại thị trường Việt Nam. Và dòng vang chính hãng, chính ngạch, độ bền cao và âm thanh thì cực sạch luôn. Đầu tiên là thiết kế về bên ngoài bác. Về mặt trước của nó là sẽ có hai màn hình, màn hình bên tay trái và màn hình bên tay phải. Màn hình bên trái thì nó sẽ báo các thông số như là echo, đúng không ạ, dì vật và vô lượng của mic, vô lượng của nhạc và các mốt và chế độ kết nối đầu vào như là AUX rồi vân vân, đúng không ạ. Và bản này bản nâng cấp thôi nhá, nó là bản nâng cấp version 24. Thì trước đó là những chiếc vang DB Aquatic nó là bản S800, nhưng đợt này về các bạn nó là bản S800 Plus. Đấy, ở phía trước nó là các nút để gọi nhanh như là to nhỏ nhạc này, rồi tăng giảm mic này, tăng dì vợt này, tăng echo này, nút tắt mở nguồn này, rất là đẹp. Và cái ấn tượng đối với vang này ấy, thì em khoái là nó đúc nguyên khối vào hộp nhôm nhé, vỏ nhôm hết. Đấy, nguyên khối vào hộp nhôm, nó vào cái tính tinh tế, cái sắc nét của nó rất là cao cấp. Và cái tai này có thể tháo rời ra để bác ghép với những chiếc âm ly cao cấp, nó đỡ lòi tai ra, đúng không ạ. Đấy, ở trên này nó là những cái viền nhựa, viền nhựa này, để khi bác để cái thiết bị khác lên đây nó không bị trơn trượt. Đấy, đây là những cái tinh tế mà em nhận được ngay từ cái thiết kế nhá, người ta đã tính cái độ trơn trượt rồi. Khi mà xếp thiết bị lên nhau đây, bác để này, đấy là không trơn trượt, đúng không ạ, rất là tinh tế. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng nó thể hiện cái tính chính xác và thể hiện tính nghệ thuật cao đối với cái dòng vang này. Đây là tem nhập khẩu chính hãng, có mã quét QR bác nhá, và có cả số điện thoại kích hoạt bảo hành. Rồi, đây là sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Đấy, và website đó là www.dbaquatic.pro.com. Technology from Oda. Đấy, thì đây mặt trước bác nhá. Về mặt sau nó đây, em giới thiệu một chút nữa, bác có thể xem mặt sau nó. Nó rất nhiều cổng ra, thao hồ anh em ghép âm thanh như 7.1 cũng được á, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 nhá. Đầu tiên là đầu vào, thì cái này nó sẽ có hai cổng AV. Đấy, AUX1 và AUX2 để kết nối tín hiệu nhạc như máy tính, TV. Rồi tiếp tục một cổng quang vào nhá, cổng quang vào này, và một cổng quang ra để kết nối với thiết bị khác. Lỗ mic đằng sau là có 4 lỗ mic. Thì cái này, lỗ mic này bác có thể cắm được jack calon và jack 6 ly. Jack calon thì nằm bên trong này, còn jack 6 ly ngoài này. Rất tinh tế đúng không ạ? 4 cổng mic, 3 cổng vào kết nối với nhạc. Đấy, cổng ra tổng số nó có 9 cổng ra thôi nhá, trong đó là có 8 cổng ra analog và 1 cổng ra là quang học. Chạy điện áp là 220V nguồn xung, tức là có thể điện áp tầm 90V có thể chạy được bác nhá. Thế đây là những, gọi là những cái cổng để bác chơi đây, để ghép. Thì tại sao nhà thức người ta không ghi đây là left right hoặc là center, đúng không, SRSN sub rồi là vân vân. Bởi vì cái vang này cho phép các bác có thể là đưa cái tín hiệu âm thanh ra ấy theo ý mình. Ví dụ em muốn cổng sub là cổng 8 thì em sẽ đưa cổng 8, em muốn cổng sub cổng 1 thì em đưa cổng 1,
Thì thông thường em hai set ấy là 1, 2 là left right. Đấy, cổng 3, cổng 4 là SRN, cổng 5 center, cổng 6 sub, cổng 7, cổng 8 là SRN. Đấy, ví dụ thế. Thì em hai set như vậy thôi nhá. Đây là những cổng. Thế nhiều bác hỏi tại sao mà khi anh dùng một đôi loa hoặc đến hai đôi loa hay như vậy, nhưng mà khi dùng nhiều loa ấy, thì nó không hay. Thì các bác đánh kêu left right ấy, sẽ bị ồn và nó sẽ thừa rất nhiều giải. Nhưng khi mà các số, những chiếc bác số này mình biết cắt gối với nhau, mình đệm cho nhau những giải tần hợp lý, thì bao giờ nó tạo một cái âm thanh nó rất là dày, nó đầy mà nó không bị thừa. Do vậy là khi nghe nó sướng nhá. Đây cổng ra đây. Thì nội dung của chiếc vang như này thôi. Và những phụ kiện đi kèm thì bao gồm có rắc nguồn bác nhá. Đây rắc nguồn đây. Đấy. Cáp chạy phần mềm và một cái điều khiển của hãng tặng kèm. Thì cái này bây giờ set up cho bác luôn. Nếu bác lấy điều khiển bác ấn thì không chạy được, nhưng mà mình phải set up theo cái phần mềm của nó. Thì đây là hàng nhập khẩu chính hãng, nhập khẩu mới tinh này. Đấy. Nguyên thùng nguyên vỏ bác nhá. Đây. Đấy của hãng. Nhập khẩu chính hãng. Thì với những chiếc van này thì đã có rất nhiều anh em bán tại thị trường Việt Nam rồi. Hôm nay em chỉ làm một clip ngắn thôi, là giới thiệu có hàng về thôi nhá. Chế độ hành của hãng là 1 năm. Và cái giá của nó thì hãng đã đưa ra tầm khoảng hơn 8 triệu nhá. Hơn 8 triệu một chiếc. Thì bác có nhu cầu alo cho em. Và đặc biệt với ăn số như em thì các bác cứ alo là em sẽ gửi thôi. Bởi bên em sẽ làm sẵn rồi. Làm sẵn xong sẽ đánh dấu tất cả cổng ra cổng vào. Bác về chỉ cần cắm nhạc, kết nối âm ly hoặc cũng đẩy cắm mic là chơi luôn luôn nhá. Thì nhiệm vụ là to nhỏ nhạc này, tăng giảm mic này, tăng giảm nhại này và tăng giảm gì vào. Thế thôi. Thế đây những chiếc vang số có thể nói là em đánh giá là tinh tế. Tinh tế ngay từ những cái thiết kế, ngay từ những cái đường led nhỏ nhỏ này bác nhá. Đấy, từ những vỏ, cái vỏ đó bằng nhôm nguyên khối luôn. Rất đẹp, rất bắt mắt. Đúng không ạ? Mọi khi mua sắm lắp đặt, các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Thế bây giờ em sẽ quay qua cái phần mềm một chút để bác có thể nhìn ngắm. Thì với những chiếc vang số em hay cái là các bác kể dùng loa này thì bác sẽ lắp kiểu loa này. Bác dùng loa khác thì nó sẽ lắp kiểu loa khác. Và nó là dòng mở đúng không? Dòng mở như vậy cái trình độ người lắp giỏi đâu thì mình sẽ làm hay như vậy. Đấy. Có thể năm nay mình làm không hay, nhưng sang năm mình làm lại hay hơn, cũng là con người đó. Chỉ có cái là khác là cái kinh nghiệm mình nhiều hơn thôi, hoặc làm nhiều hơn. Thì cái này nó sẽ có những cái lớp sau con này. Công cụ đầu tiên ấy nó là như là to nhỏ nhạc này, tăng giảm nhạy này, dì vợt này, echo này, nhạc này. Đấy. Còn về cái cổng nó vào ấy thì nó có cổng mic 4 cổng đúng không ạ? Rồi 4 cổng thôi nhá. Tiếp theo các cổng đầu ra đây thì nó có tất cả 8 cổng. Thì nó sẽ ứng với các equalizer. Nó như này. Cổng nào nó cũng chỉ có là 10 cần thôi. Tất cả cổng đều có 10 cần hết. Đấy. 10 cần tinh chỉnh rất là dễ dàng đúng không ạ? Và nó phần nữa là phần location đây. Phần này có thể bắt sát cho không gian này. Đấy, rồi các hệ thống loa 5.1 đây. Đấy, rồi tăng cái gain của nó đầu ra này theo ý của mình đúng không? Thì những cái đấy là bọn em đã làm cho các bác sẵn rồi, về chỉ việc chơi thôi nhá. Thế toàn bộ cái phần mềm thì em quay qua trước thôi, nhưng còn cơ bản là em làm là sẵn rồi. Và bác có thể tập trung vào hình thức con mang, nó sẽ như này đúng không ạ? Thì mọi thông tin lắp đặt thì bác liên hệ với em nhá. Anh Nguyễn chào các bác và cảm ơn bác đã theo dõi video, like và comment. Xin tạm biệt lần nữa. Chúc bác vui vẻ trong năm mới.